Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục cái loạt bài về Android Lite, mình đã giới thiệu cho các bạn 3 bài và đây sẽ là bài thứ 4 trong cái loạt bài này. Ở các video trước mình đã giới thiệu cho các bạn cách sử dụng thằng RecycleView với thứ nhất là thằng Grid Layout Manager, thì kết quả chúng ta thu được sẽ là như thế này. Đây sẽ là thằng Linear Layout Manager Vertical và đây sẽ là thằng Linear Layout Manager với Horizontal. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dạng hiển thị list nữa trong cái thằng RecycleView. Đây, ở đây mình có một list các user như thế này. Như các bạn nhận thấy rằng các item user nó so le nhau như thế này. Đó, nó không phải là dạng grid, cũng là không phải là dạng list, mà đây nó là dạng so le nhau như thế này. Ok, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể hiển thị một cái list dưới dạng danh sách như thế này, thì mời các bạn đến tutorial. Đầu tiên là các bạn tạo cho mình một project trong Android. Ở đây mình tạo rồi, mình đặt là RecycleView Example. Đó, chúng ta hãy cùng đi config thư viện. Đây, chúng ta sẽ sử dụng một thằng Android RecycleView. Đây, các bạn để cấu trúc thư mục Android Gradle Script, các bạn chọn Build Gradle của Module App. Đây, trong thẻ Dependency chúng ta sẽ add cái thư viện này, version là 1.1.0. Rồi, thằng thứ hai chúng ta sử dụng đó chính là thằng CargView. Đây, mình sẽ copy thằng này vào đây. Sau khi mà các bạn import thì các bạn ấn Sync Now để tool code Android Studio nó load cho chúng ta cái thư viện để chúng ta có thể sử dụng. Ok, vậy là xong. Chúng ta hãy đi thiết kế item cho cái RecycleView này. Đầu tiên thì các bạn vào Layout, chọn New XML Layout và chọn Layout XML File như này. Mình sẽ đặt tên là Item User. Trong thằng item user này mình sẽ không sử dụng thằng này nữa mà mình sẽ sử dụng một thằng CargView. Đây, rồi chúng ta có sử dụng cái thuộc tính bo tròn góc bằng cách là radius. Đây, Carg corner radius mình sẽ để là 8 dp. Rồi cái này mình sẽ để là wrap content. Đó, các bạn chú ý cho mình nhá, cái item đây chúng ta sẽ để wrap content. Trong item này mình sẽ khai báo một thằng linear layout, mình để là map parent và wrap content. Orientation mình sẽ để là vertical. Trong thằng này mình sẽ khai báo một thằng image view, mình để là map parent và wrap content. Đây, thì trước khi mà chúng ta thực hiện code tiếp thì các bạn để ý cho mình là chúng ta cần phải download một số cái ảnh trên mạng về để chúng ta làm tư liệu cho cái thằng tutorial này. Ở đây thì mình đã download rồi. Đây, mình download một số ảnh đây rồi, mình sẽ copy những cái ảnh này vào trong thư mục drawable. Đây, mình đặt tên là image 1 đến image 4 như thế này. Ok, rồi quay trở lại với thằng này, chúng ta đang thiết kế dở cái thằng image view. Ở đây thì mình sẽ set một cái suộc cho thằng image view này để cho các bạn nhìn cái ảnh bên này nó như thế nào. Ok, ở đây mình sẽ khai báo thêm một cái ID. Đây, mình sẽ khai báo là img user. Rồi, cái này mình sẽ để là scale type, mình sẽ để là center crop như thế này. Rồi, tiếp tục là chúng ta có thêm một thằng text view nữa để chúng ta hiển thị cái name, mình sẽ để là wrap content. Đây, text mình sẽ gắn tạm ví dụ như là user 1 chẳng hạn. Text color mình sẽ để là màu đen. Rồi, text size mình sẽ để là 16 sp. Đây, mình sẽ padding cho thằng này một chút nhìn cho nó đẹp, 6 dp. Ok, thì các bạn chú ý cho mình, trong cái thằng item user này thì các bạn để ý kể cả cái thằng card view lẫn cái thằng linear layout và cái thằng image này chúng ta đều để cái hết của nó là wrap content, chứ không, chúng ta không fix một cái kích thước nào cả. Đó là cái điều lưu ý mà các bạn chú ý cho mình. Rồi, sau khi thiết kế xong file cái item user thì các bạn hãy vào đây, mình quen để cấu trúc thư mục là project này. Mình sẽ vào phần main Java. Đây, chúng ta sẽ tạo một cái adapter. Đây, mình sẽ đặt tên là user adapter. Rồi, trước khi mà viết code xử lý cho thằng user adapter này thì chúng ta sẽ khởi tạo một cái thằng object, mình đặt tên nó là user. Rồi, trong này mình sẽ khai báo các thuộc tính này. Thuộc tính đầu tiên nó là kiểu in, mình sẽ khai báo một cái resource ID bởi vì chúng ta xét ảnh từ thư mục drawable mà. Tiếp theo là một cái string name.
Rồi sau khi mà thực hiện xong như này thì chúng ta sẽ thực hiện là on insert, chúng ta chọn là khởi tạo một cái hàm constructor on insert getter setter. Vậy là xong cái object user. Quay trở lại với thằng user adapter này, chúng ta sẽ xử lý như sau. Đầu tiên các bạn khai báo cho mình một thằng class, mình đặt tên đó là user view holder. Thằng này sẽ extend từ thằng recycle view chấm view holder. Các bạn ấn on enter, nó sẽ bắt chúng ta create một cái thằng constructor và tham số truyền vào nó là một cái view. Ở đây chúng ta sẽ khai báo những cái thằng view có trong cái thằng item user này, bao gồm một thằng image view và một thằng text view. Image view user. Rồi, tiếp tục là một thằng text view name. Sau khi khai báo view xong thì chúng ta sẽ thực hiện ánh xạ view. R.id chấm user, tương tự với thằng name này. Thằng name này như mình chưa khai báo ID. Đây các bạn, thằng name này mình sẽ set một cái ID cho nó. Rồi quay trở lại text view name. Sau khi khai báo xong cái thằng user view holder thì chúng ta sẽ sử dụng ở trên này. Thằng adapter này sẽ extend từ một thằng recycle view chấm adapter và chúng ta sẽ chuyển cái thằng view holder vào đây. Import này. Các bạn ấn on enter, nó sẽ bắt chúng ta implement một số cái method quen thuộc ở trong thằng adapter này. Đây, on create view holder, on bin view holder và get item count. Đây các bạn khai báo cho mình một thằng need. Và cái kiểu object ở đây sẽ chính là thằng một nick các user. Rồi, chúng ta sẽ viết một cái hàm set data cho cái thằng adapter này. Thì mình sẽ đặt tên nó là void set data. Tham số truyền vào ở đây sẽ là một cái list user. Rồi, trong hàm này chúng ta sẽ xử lý như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ gán cái thằng need user này cho cái thằng tham số truyền vào. Và một cái cực kỳ quan trọng mình nhắc lại đó chính là notify data set chain, cái mà chúng ta load, chúng ta bin dữ liệu cho cái thằng adapter này. Các bạn chú ý cho mình cái thằng này. Đó. Rồi, chúng ta xử lý ba cái hàm mà chúng ta vừa override lại. Đầu tiên là hàm get item count thì các bạn check cho mình nếu như mà cái kích thước của cái mảng user này nếu như mà nó khác null. Đây thì các bạn return cho mình cái thằng size của cái thằng này. Đó, còn nếu như bằng null thì mình sẽ return không. Rồi, ở đây là on create view holder thì đầu tiên là các bạn tạo cho mình một cái thằng view bằng layout inspector chấm from, các bạn sẽ chuyển cái thằng view group chấm get context vào đây. Rồi, chấm inspector, chúng ta chuyển cái layout chúng ta thiết kế vào đây. Layout chấm. Rồi, tiếp tục là thằng view group và cuối cùng là form. Đây, đây chính là cái item user mà chúng ta thiết kế ban đầu. Ok. Sau khi có thằng view này rồi thì chúng ta sẽ return một thằng user view holder và chúng ta chuyển cái thằng view vào đây. Xong. On bin view holder, mình sẽ khai báo một thằng user bằng mlist user.get position. Đây các bạn chuyển cái position vào đây. Các bạn check cho mình một chút, nếu như cái thằng user này mà null thì chúng ta sẽ return luôn, không làm gì cả. Còn nếu như mà nó khác null thì mình sẽ set dữ liệu chấm, đây chấm set image resource thằng user này chấm get resource id. Đó, tương tự chấm name chấm set text user chấm get name. Rồi, vậy là xong. Chúng ta đã xử lý rất là nhanh chóng các cái logic cần thực hiện trong cái thằng user adapter này. Rồi, quay lại với thằng main activity thì các bạn hãy vào file activity main này, chúng ta hãy thiết kế một cái recycle view để chúng ta hiển thị cái danh sách user lên. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một thằng primitive layout. Mình sẽ xóa những cái thành phần không cần thiết này đi. Ở đây mình sẽ khai báo một thằng recycle view. Mình sẽ để là map parent wrap content, mình sẽ đóng ngoặc như này cho nó gọn. Đây mình sẽ
khai báo ID cho thằng này là recycle view user. Đây mình sẽ xóa thằng này đi. Thì các bạn để ý cho mình nhé, trong thằng này thì chúng ta sẽ thực hiện margin một chút. Ở đây thì mình sẽ thực hiện thứ nhất đó là đây mình sẽ margin start 10 dp, margin bottom 10 dp, tức là bên trái và bên dưới. Còn bên phải và bên trên thì chúng ta sẽ thực hiện margin ở trong thằng item. Đây thằng item đây, chúng ta sẽ margin top 10 dp và margin end 10 dp. Đó, ok, quay trở lại với này. Sau khi mà chúng ta đã thiết kế xong cái thằng recycle view ở trong file activity main.xml rồi, thì chúng ta hãy vào cái file main activity này để chúng ta xử lý code. Đầu tiên là các bạn khai báo cho mình một thằng recycle view. Mình đặt tên là recycle view user. Tiếp theo là thằng user adapter mà chúng ta vừa viết đấy. Rồi. Chúng ta ánh xạ view bằng file viewbyidr.id.recycleviewuser. Các bạn khởi tạo cho mình cái thằng adapter ở đây bằng new user adapter. Rồi, đây sẽ là đến cái phần quan trọng nhất của cái bài tutorial ngày hôm nay, đó chính là cái layout manager mà chúng ta sẽ sử dụng cho cái recycleview này, nó là cái loại gì mà nó hiển thị được như này. Thì chúng ta sẽ sử dụng một thằng state đây. State grid layout manager. Đó, đây chính là một cái loại layout manager mới mà mình hôm nay mình giới thiệu cho các bạn. Đây, mình sẽ đặt tên. Rồi, sẽ bằng đây, chúng ta sẽ truyền vào đây hai tham số, thì các bạn có thể tham số đầu tiên đó chính là số cột, mình sẽ truyền vào đây là 2, và tham số cuối cùng là cái hướng của cái thằng này. Chấm vertical. Ấy, chúng ta thiếu từ new. Đó, các bạn giữ control, các bạn kích vào đây thì nó sẽ phi vào cái hàm khởi tạo của cái thằng layout manager này. Đầu tiên đó là span count, tức là số cột, và cái orientation, tức là cái hướng. Thì ở đây cái danh sách user chúng ta sẽ hiển thị theo chiều dọc như thế này. Chính vì vậy là chúng ta sẽ chọn là vertical. Ok. Sau khi có một thằng layout manager này rồi, thì chúng ta hãy set layout manager cho thằng recycleView.set layout manager. Chúng ta chuyển cái thằng state grid layout manager vào đây. Ok. Tiếp theo là chúng ta cần phải set data cho thằng adapter này. Chấm set data. Thì các bạn này nhớ cái hàm set data chúng ta viết không? Tham số truyền vào ở đây đó là một list các user. Thì chúng ta ở đây mình sẽ viết một cái hàm đó là get list user như thế này. Đó. Mình sẽ xử lý cái hàm đó bên dưới này. Mình sẽ khai báo private void. À không, mình sẽ không để kiểu void mà mình sẽ để kiểu list luôn. User. Rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ fix data cho cái thằng lead user này. Mình sẽ khai báo một thằng user new array list return cái thằng lead này. Rồi, vậy là đã hết báo đỏ. Đây chúng ta sẽ add data ở đây. New user. Thằng user này thì chúng ta đầu tiên là chúng ta ở đây các bạn là hàm khởi tạo ở đây chúng ta có hai tham số. Thì đầu tiên là chúng ta hãy set một cái resource ID, mình sẽ set r.drawable.image 1 như thế này. Tiếp theo là chúng ta cần một cái name. Mình sẽ đặt là user name 1. Ok, mình sẽ đáp đi kết cái này. Chúng ta có image 2 này. 3 và 4. Tương tự 2 3 4. Đây mình sẽ đáp đi kết thêm 4 thằng này nữa cho nó cái nít chúng ta nhiều dữ liệu một chút. Ok. Rồi, thì sau khi mà chúng ta thực hiện xong cái bước set data cho thằng adapter này, thì bước cuối cùng là chúng ta set adapter cho thằng recycle view này. Chấm set adapter. Và các bạn chuyển cái user adapter vào đây. Xong. Rồi, chúng ta hãy build cái tutorial lên xem cái kết quả mà chúng ta thu được sẽ là gì. Đó, các bạn nhìn thấy không?
tên tutorial của chúng ta là Recycle View Example. Và các bạn nhìn thấy ở đây, nó đã hiển thị một danh sách các lead user, và cái dạng hiển thị ở đây đó chính là dạng nó so le nhau như thế này. Đây các bạn nhìn thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì cái ảnh này này, đây các bạn để ý cái ảnh này thì cái head của nó sẽ rộng hơn là cái ảnh này. Đây các bạn để ý cho mình nhé. Đây các bạn vào phần drawable này. Cái ảnh thứ nhất thì các bạn thấy cái kích thước của nó đây nó là 300. Đó, tuy nhiên những cái ảnh hai cái kích thước ở đây nó chỉ là 120 thôi. Tuy nhiên trong file item ở đây ấy, mình đã để là wrap content cho nên là các cái item ở đây nó sẽ đúng với lại kích thước của cái ảnh. Và cái thằng Recycle View với thằng Static Grid Layout Manager này nó đã cho chúng ta hiển thị cái dạng danh sách dưới cái dạng so le nhau như thế này. Đó, rất là đẹp. Ok. Bài này mình dừng ở đây thôi. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp tất cả các bạn trong những cái video lần sau. Hãy cho mình một like cũng như là subscribe kênh YouTube của mình để đón chờ những video mới. Cảm ơn tất cả mọi người.